Xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn video qua nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một trình để gặp nhận 20.000 token XQS. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot. Rồi bấm zone này đó. Như đầu tiên cho nó giúp kênh trả lời. Rồi chọn tiếp kênh trả lời. Tiếp tục các bạn copy hashtag tweet cho tăng 3 người bạn vào các bạn. Trên Twitter thì theo dõi này. Like chắc chắn như tweet này. Tăng 3 người bạn mình vào với hashtag vào nè các bạn. Tweet này nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục follow son kênh này nè. Rồi tiếp tục follow Instagram nè. Rồi, sau đó nhầm một chậm quá. Trên Instagram thì bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó bạn bắt đáp lên. Follow Twitter và tweet nè. Rồi, các bạn like nè. Các bạn tweet cái bài thứ hai của nó các bạn. Rồi, sau đó bạn bắt đáp lên. Rồi, các bạn bấm Reset nè. Này là cái gì đây? Cardio. Rồi, còn địa chỉ email bạn vào các bạn. Sau đó gọi địa chỉ với BNB sẽ mất trên BS20 trên YouTube Wallet. Sau đó gọi đường link profile Twitter mình. Trên Twitter nhấn vào Twitter nhấn vào hồ sơ nhấn vào anh cùng nhập vào chia sẻ nè. Cho chết liên kết cái này cho bot. Tiếp tục submit tên Revit cho bạn bằng Twitter mình nha. Cái bài nào ta để mình coi Twitter bài nào các bạn. Rồi cái bài của nó nha các bạn. Rồi bài này nè các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết để cho bot. Tiếp tục họ có son này heo son net. Rồi đường link Instagram nè. Trên Instagram bạn nhấp ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cảnh cùng này. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi là cho bot. Sau đó chọn kênh channel, chọn xong bấm I help so net. Rồi hỏi tôi quyết thông tôi bấm I help so net. Ok bấm vào menu. Bấm vào BNC. Ok mình đã nhận được 20.000 token XQF. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.